Xin chào toàn thể cô chú chị em đã trở lại kênh YouTube của Xế Đẹp 8. Em là Trọng Xế Đẹp đây. Thì hôm nay lại lên cho bác một cái mẫu xe Kia K165 nhá. Một mẫu xe thùng mở cánh rơi cho anh chị em nào mà muốn bán hàng rong hoặc là muốn lên số hàng một cách dễ dàng hơn. Chúng ta cùng đến review chi tiết về mẫu xe tải này các bác nhá. Mắt toàn thể cô chú anh chị em, đây là một cái mẫu xe biển số Hà Nam 90C03933. Đây là một mẫu xe tải Kia K165 đời 2015, tải trọng là 2,4 tấn, trang bị đầy đủ điều hòa, lót sàn, có cả cam lùi rồi. Và cái mức giá đã được em chia sẻ cho mẫu xe tải này với cái mức giá là 295 triệu đồng. Xe thì nguyên bản, cam kết cho chị em luôn. Chúng ta sẽ cùng đến thông tin chi tiết về mẫu xe tải này các bác nhé. Trước tiên về kiểm tra tổng thành xe thì chúng ta có thấy đây là một mẫu xe màu xanh dương, sơn đã có bắn tỉa nhỏ một chút ít thôi, không đáng kể các bác nhé. Thì cùng kiểm tra tất cả những cái phần mã kính này. Thì đây, mã kính đời hành, mã kính chắn gió đây, đời 2015 của nguyên này. Đấy. Đời 2015 của nguyên, tất cả 3 mã kính và 4 mã kính đều có nguyên bản các bác nhé. 4 mã kính đều có nguyên bản. Đấy, toàn bộ phần keo chỉ đây. Còn rất đều và đẹp. Toàn bộ keo chỉ đây, chạy dài các bác nhá, chạy dài khắp luôn. Sơn nói chung là đời này thì đã có bắn tỉa qua rồi, đã có bắn tỉa qua các bác nhá. Đó. Keo chỉ này, toàn bộ phần đinh bấm đây. Đây, tàu sẽ đinh bấm này, đinh bấm đây. Cột kèo thì nguyên bản nhá, không có bị nứt hay là bị sơn bả những cái vị trí như này một chút nào. Đó. Đây, vị trí ở trên phía máng mưa này thì có thể thấy là toàn. Đấy, toàn bộ cái vị trí phần máng mưa này, những cái phần đinh bấm ở nguyên này. Nguyên đinh bấm quanh nhá. Đó. Tiếp tới thì kiểm tra bên lái như nào thì bên phụ cũng kiểm tra tương tự như vậy. Xe đã em kiểm tra và check rất là kỹ càng rồi. Tiếp tới cái phần nội thất thì chúng ta có gì? Với thất là ghế bọc da và có thêm những cái đường nét hoa văn nhìn khá là nổi bật đây. Đấy, và cũng có thêm những đường chỉ vàng ở đây. À, bên dưới cái lớp ghế da này là một cái lớp ghế nỉ các bác nhá, là một cái lớp ghế nỉ. Đó. Chiếc xe này thì có trang bị thêm cả màn hình cam hành trình cũng như là cam lùi rồi. Có trang bị thêm cả cam lùi rồi các bác nhá. Đấy, cầm đồ đây và hoạt động vẫn ổn định, em đã kiểm tra rồi. Tổng thành xe thì điều hòa lắp ngoài thôi nhá, điều hòa lắp ngoài chứ không phải điều hòa công ty. Điều hòa lắp ngoài các bác nhá. Đó. Em đã có hình ảnh rất là chi tiết cho mẫu xe tải này. Anh chị em mà quan tâm được cái đồ với em. Tiếp tới thì tới cái phần mà nổi bật hơn so với những cái mẫu xe khác. Đây là một cái mẫu xe có thùng mở cánh rơi nhá, có mở cánh rơi ở bên lái nhá, có mở cánh rơi bên lái. Đấy, giúp các bác tiện hơn trong việc lên xuống hàng cũng như là bán hàng rong. À, đây. Và toàn bộ phần cánh rơi thì sẽ được mở bằng cái ti thủy lực này nhá. Được mở bằng cái ti thủy lực này. Đó, toàn bộ phần thùng đây. Và sàn thì cũng đã được lót sàn rồi. Sàn thì cũng đã được lót sàn tôn các bác nhá. Đây, cũng được lót sàn tôn rồi. Rất là mới và chắc chắn. Đấy, rất là mới và chắc chắn. Đó. Tiếp tới toàn bộ phần bửng thành đây. Thì ở những cái vị trí này. Đấy, toàn bộ phần đinh bấm ở góc này chúng ta có thể thấy là toàn bộ phần đinh bấm này, hàng trên, hàng dưới cũng như là phần sống giữa của nó đây, còn rất đều và đẹp nhá, còn rất đều và đẹp. Đó, rất đều và đẹp các bác nhá. Đấy, không, gần như là không mất một chút đinh bấm nào cả. Đó, cúi xuống thấp hơn một chút thì chúng ta cùng đến với cả phần sàn. Toàn bộ phần sàn của chiếc xe này thì đây, toàn bộ phần sàn đây, sàn rất là phẳng phiu và không có bị cong võng chút nào nhá, không bị cong võng chút nào. Nó có hai lớp sàn, một cái là lớp cái sàn tôn phía bên trên em có chia sẻ rồi, hai là cái lớp sàn sóng bên dưới này. Đấy, hai lớp sàn sóng bên dưới này các bác nhé. Đó, rất là đẹp và đều phẳng phiu. Em đã có hình ảnh rất chi tiết rồi, các bác có thể kết nối Zalo với em sẽ tư vấn nó kỹ càng hơn. Tiếp tới toàn bộ phần lốp đây, lốp đát thì còn tương đối, nó cũng không phải là quá cũ nhưng nó khoảng tầm trên 70% một chút, trên 70% vẫn đáp ứng được tốt cái nhu cầu sử dụng của cô chú chị em. Quay lùi về phía bừng đít thì sao? Ở đây, ở phần bừng đít cũng như là cánh cửa sau đây, em đang mở hết cho nó nhìn cho nó sáng này. Toàn bộ bừng đít và cánh cửa sau đây. Đấy. À, toàn bộ vị trí phần bừng đít thì nó có thấy là toàn bộ phần nó không bị móp méo gì cả nhá, toàn bộ phần sống giữa không bị móp méo gì cả. Đấy, toàn bộ phần diềm thành trùng thì nó không có cái vấn đề về bị han gì hay là mới mọt gì nhá. Đấy, sàn thì cũng rất đẹp. Sàn trên, sàn dưới đều rất là ok. Đấy. Ở một góc nhìn dài hơn về cái phần lót sàn của chiếc xe này. Đấy, toàn bộ phần sàn tôn đây. Đó.
Đấy, bạt thì vẫn còn ok, bạt không phải là quá cũ, vẫn còn sử dụng ổn định, sử dụng tốt các bác nhá. Ok, thì liếc sang bên phụ thì chúng ta có thể thấy đây, toàn bộ phần thành thùng thì thành thùng đóng cái thùng nhà máy rồi. Bạt thì bạt màu xanh. Đấy, lốp sơ cua, lốp dự phòng đầy đủ cả nhá, đầy đủ cả. Đó, và bây giờ thì em sẽ lật cái phần máy của chiếc xe này lên và chúng ta sẽ cùng kiểm tra kỹ càng hơn về phần máy của chiếc xe này, xem máy nó ra chưa và màu máy nó thế nào các bác nhá. Tiếp tới phần máy của chiếc xe này thì sao? Đây toàn bộ phần cua lốp đây, toàn bộ phần cua lốp là không có mối mọt gì cả các bác nhá. Còn giữ được màu rất là đẹp và không có bị mối mọt gì cả. Tiếp tới toàn bộ phần chống nóng chống ồn, toàn bộ vị trí phần chống nóng chống ồn đây. Đấy, toàn bộ phần chống nóng chống ồn nhá, và còn giữ được khá là tốt. Thì nó bị bóc một chút cái giấy bạc thôi, nói chung là cái đấy thì không thể tránh khỏi rồi. Đấy, theo thời gian mà. Tiếp tới phần máy thì chiếc xe này hiện tại em đang ủ dầu, bởi vì là em để ngoài thời ngoài trời và rửa bằng nước nên là để hạn chế được cái việc bị han gì do mưa gió, do thời tiết mang lại, thì em sẽ phải ủ dầu nhé. Ủ dầu, máy móc của chiếc xe này vẫn khô ráo, vẫn khô ráo, em vừa ủ dầu xong thôi. Đấy, máy thì vẫn là zin nhá, máy vẫn còn zin. Tiếp tới là toàn bộ phần bơm này, toàn bộ phần bơm thì nó vẫn còn giữ được cái màu của nó, vẫn được ánh lên cái màu, độ bảy màu của nó các bác nhá. Đấy, tiếp tới thì điều hòa thì là điều hòa lắp ngoài thôi, chứ không phải điều hòa công ty nhá, điều hòa lắp ngoài. Đó, điều hòa lắp ngoài. Toàn bộ vị trí phần sassi thì đảm bảo cho anh chị em, sassi em kiểm tra rất kỹ lưỡng và không có dấu hiệu của việc đứt vỡ, bị bả lại, bị sơn lại gì cả. Đấy, toàn bộ phần sassi còn rất là đẹp. Nói chung cái gầm bệ và sassi em kiểm tra rất là kỹ lưỡng, cũng như là cùng theo đó là cái phần máy móc các bác nhá. Tiếp tới là toàn bộ phần gáy thùng đây. Toàn bộ phần gáy thùng thì không có bị móp méo gì cả nhé, không có bị móp méo gì cả, còn rất là đều và đẹp. Đó, ok. Vừa rồi là hình ảnh chia sẻ rất là chi tiết một cái mẫu xe Kia K15 đời 2015 trang bị đầy đủ điều hòa cũng như lót sàn rồi. Chúng ta cái mức giá em đang được chia sẻ cho cái mẫu xe tải này với cái mức giá là 295 triệu đồng, anh chị em quan tâm kết nối em ngay để có thêm thông tin cùng tư vấn và mức giá tốt hơn nữa. Cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các chú anh chị em ở những video chia sẻ báo giá chi tiết dòng xe Kia lần sau.